Kính thưa quý vị ân nhân, cô đây là cô đã từng chăm sóc bệnh nhân 25 năm rồi, còn giúp bệnh chăm sóc bệnh nhân. Bây giờ cô bị tai biến rồi, cô bị nằm liệt một chỗ 3 năm nay rồi, không có ai nuôi nấng giúp đỡ cô. Vâng, kính thưa quý vị ân nhân Hội Bác Ái Francisco, hôm nay là đây là một trường hợp rất là đặc biệt. Con được biết là cô đã giúp đỡ các bệnh nhân Phong cùng với các giá ở đây hơn 20 năm để phục vụ chăm sóc các bệnh nhân Phong. Và 3 năm vừa qua thì cô bị liệt và bây giờ thì cô đi lại rất là khó khăn. Và tất cả cô thì neo đơn ở một mình. Bây giờ thì cô cũng chỉ trông vào sự trợ giúp của quý vị ân nhân giúp cô để cho cô có những cái sinh hoạt phí hàng ngày. Từ lúc con vô tới giờ thì cô có thể là bị ho ra phổi. Cô đi lại rất là khó khăn, thì xin quý vị ân nhân tiếp tục giúp đỡ Quảng Đại cùng với Hội Bác Ái Francisco giúp cho các bệnh nhân Phong tại làng Đắc Kia này. Ước mơ càng mạnh khỏe. Ước mơ để cho mạnh khỏe. Nhân nghiệp. Kính thưa quý vị ân nhân, con nhìn thấy là cô rất là xúc động khi mà được hội đến thăm và tặng quà. Cô rất muốn nói lời cảm ơn nhưng mà nghẹn ngào, cô cũng không có nói lên được. Vâng, cô vừa nói vừa thở, con cảm thấy là cái sự xúc động của cô nó trào dâng ra, con cũng cảm thấy rất là xúc động. Vâng, kính thưa quý vị ân nhân, thực sự ra đây là một trong những hoàn cảnh rất là đáng thương. Sau khi phục vụ các bệnh nhân Phong 20 mấy năm thì bây giờ chính cô đã trở thành một bệnh nhân và đi lại rất là khó khăn. Thì xin quý vị cùng với Hội Bác Ái Francisco tiếp tục giúp đỡ các bệnh nhân Phong để cho các bệnh nhân ở đây có được cuộc sống tốt hơn, có được những nhu yếu phẩm hàng ngày tốt hơn một chút nữa. Chúng con xin chân thành cảm ơn.